Giai đoạn 1 tuổi, đa số các bé mới chỉ tập EA, nhưng bất ngờ bé Nguyễn Tuấn Khải, sinh ngày 10 tháng 2 năm 2020, đã có thể đọc các con số hiện lên màn hình trước khi các biên tập viên đọc khi mới 13 tháng tuổi. Sau đó, gia đình ngỡ ngàng phát hiện bé Khải biết tính nhẩm, đọc dành cả tiếng Việt và tiếng Anh mà chưa từng được ai dạy. Để tôi nói với bạn là bao nhiêu nhé. Giỏi quá. Tôi yêu quý bạn. Anh Nguyễn Văn Linh, cha bé Khải chia sẻ, vợ chồng anh có hai con trai, bé lớn đang học lớp 2 của trường tiểu học Lý Thường Kiệt, phường 6, thành phố Cà Mau. Trong thời gian anh chị dạy con lớn học bài, bé Khải thường chăm chú xem, nghe và tìm tòi, học hỏi. Lúc 13 tháng tuổi, khi hai cha con ngồi xem tivi thì trên màn hình hiện các con số. Bất ngờ bé đọc được trước biên tập viên mới đọc. Đến khi 17 tháng tuổi, thời điểm dịch Covid-19, bé Khải tự học trên tivi và có thể nhớ hết bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh. Đến khoảng 27 tháng tuổi, bé Khải có thể đọc dành tiếng Việt mà không cần đánh vần. Đến nay khi 37 tháng tuổi, bé tiếp tục phát triển khả năng ghi nhớ, đọc, viết được tiếng Việt lẫn tiếng Anh và nhớ chính xác bảng cửu chương khi được hỏi bất kỳ phép tính nhân hay cộng. Chị Thủy cho biết thêm, bé Khải năng động, hoạt bát, thường ngày bé giải trí bằng cách đọc chữ, phân biệt màu sắc, đọc chữ số và thỉnh thoảng được gia đình cho xem chương trình dành cho trẻ em trên mạng xã hội. Khi người thân đưa đi nhà sách, bé thường chú ý đến các con số, sách vở chứ không mê đồ chơi như bao đứa trẻ khác.